đời sống thú vị xin chào quý bạn và các vị. Xin mãn phép kể cùng quý bạn và các vị một tình huống xảy ra với tôi. Nó đã giúp tôi ngộ ra nhiều điều thực sự giá trị chứ không phải là có vẻ giá trị. Có một hôm tôi đi uống cà phê về thì thấy vợ tôi vứt một số đồ đạc mà tôi yêu thích đi. Lúc đó trong tôi thấy hừng hực trào dâng nổi tức giận. Nhưng khẩn lại tôi tự nghĩ, vậy là mình đang coi những thứ này quan trọng đến thế sao? Ừ, có thể nó không rời xa mình lúc này thì một lúc nào đó nó cũng phải rời xa mình hay là mình phải rời xa nó thôi. Hoặc giả sử khi đi uống cà phê về mà nhà cháy thì sao? Mọi việc đều có thể xảy ra. Nó có thể xảy ra như mong đợi và cũng có thể xảy ra không như mong đợi. Sau lần đó tôi chiêm nghiệm lại những gì xảy ra trước đây tôi thấy mình toàn hay coi những thứ không quan trọng là quan trọng để rồi đánh mất đi những thứ cực kỳ quý giá như sức khỏe, tuổi trẻ, hạnh phúc gia đình qua đây nếu ai đó xem đến đây và đang hành động như tôi lúc trước thì ngộ ra sớm hơn không còn vô tình coi những thứ không quan trọng là quan trọng nữa và hãy sắp xếp lại thứ tự quan trọng để chúng ta dành ưu tiên sức lực tâm trí cho phù hợp nếu điều gì đó thực sự quan trọng thì chúng ta rồn nhiều sức lực và tâm trí còn ít quan trọng chúng ta có thể bỏ qua cuối cùng đời sống thú vị chúc quý bạn và các vị được bình an là hạnh phúc cảm ơn quý bạn và các vị đã xem đến hết video này ạ à.